ba ngày nha, cả ba ngày nha, Sợ luôn. sợ vãi luôn. Tôi đã nói rồi, tôi có chết thì hàng triệu Nguyễn Phương Hằng sẽ đứng lên. Nghe lại cho các bạn nhé, nghe lại nha. Tôi đã nói rồi, tôi có chết thì hàng triệu Nguyễn Phương Hằng sẽ đứng lên. Không, tôi đã nói rồi, tôi có chết thì hàng triệu Nguyễn Phương Hằng sẽ đứng lên. Không, tôi đã nói rồi, tôi có chết thì hàng triệu Nguyễn Phương Hằng sẽ đứng lên. Các bạn thấy không? Dã man con ngan không? Tôi sẽ chết thì hàng triệu con người sẽ đứng lên. Không biết là chính quyền, an ninh khi nghe câu này họ nói điều gì nhỉ? Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày 12 tháng 11 năm 2021 nha các bác. Vừa rồi các bác có thể nghe thấy câu nói rất là sợ thế. Tôi là như thế nào nhỉ? Để tôi chờ các bác lại nhé. Mà chết thì hàng triệu Nguyễn Phương Hằng sẽ đứng lên. An ninh này chất rất thích câu này. Nó như là một cái lời nó gọi rằng là kinh khủng khiếp, đúng không? Không biết rằng là các bác có nghe được cái đoạn đó không trong buổi livestream ngày hôm qua. Buổi livestream hôm qua thì khá là dài. Khá là dài nha các bác, cực kỳ dài luôn. Chính vì vậy á thì tôi làm cái clip để tổng hợp lại cho các bác, bởi vì hôm qua một người em có gửi tôi một cái link tổng hợp trong cái buổi livestream của Phương Hằng. Bởi vì buổi livestream của chị dài quá, đúng không? Hiếm có bác nào có thể nghe được trọn vẹn. Phải nói rằng siêu phục, con người có thể livestream 4, 5, 6, 7, 8, thậm chí có lúc 9 tiếng đồng hồ. Kinh khủng khiếp. Hôm qua thì có những cái nội dung chính nhiều bác sẽ không thể coi được, bởi vì là không thích cái ngôn từ của CEO với Phương Hằng, bởi vì cái ngôn từ đó thì vô cùng là thô tục. Thô tục nha các bác. Chính vì vậy mà tôi chia sẻ với các bác đôi điều. Ngoài cái đoạn khóc ra thì còn có đoạn nào nữa? Thì có những cái từ như thế này, có những câu chuyện như thế này. Đúng không? Câu chuyện drama của tôi không phải là chỉ từ thiện mà là chính trị. Chính trị nha. Tôi chặn đứng âm mưu phá hoại và tôi đánh phản động. Kinh không? Hóa ra là chị ấy nhận được mật lệnh của một ai đó thật. Và đây là đánh phản động thật. Sợ thiệt đó. Hả? Và tiếp theo này, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni chống phá chính quyền. Đa nội dung mà CEO Phương Hằng nói tiếp. Và tiếp theo là CEO Phương nói tiếp rằng là có mấy chục con người trong tổ chức hình như là cái gì HNTV à? HNTV bao gồm có Đức Hiển, Hàn Ni, Vị Oanh vân vân, Đinh Lan livestream trực tiếp trong nhóm HNTV của HNTV. Ôi trời ơi. Sao thế nhỉ các bác nhỉ? Buồn cười ghê cơ. Bây giờ cứ ai ghét thì chỉ cho là phản động hết. Và đặc biệt là chính thức kiện Đức Hiển và Hàn Ni. Hôm vừa rồi thì có cái thông tin á, tôi tiếp tục bình luận với các bác nhé. Mấy cái thông tin đến đâu thì tôi bình luận đến đấy để cho đỡ mất thời gian. Nhưng mà thực ra là hôm nay nội dung livestream cũng khá nhiều, của chị khá nhiều, cho nên tôi cũng mất khá nhiều thời gian vì nó dài lắm. Thì chính thức kiện Đức Hiển và Hàn Ni thì tôi không hiểu rằng Đức Hiển với Hàn Ni thì có gì để mà chị ý kiện. Chị có chứng cứ gì không? Hay là thế nào đó không? Ví dụ thế, đúng không ạ? Và người ta có kiện ngược chị lại ở chỗ này được không? Thì chúng ta phải suy nghĩ. Đó. Không biết rằng là kiện với lý do gì. Bởi vì hôm trước thì nói rằng là nhà báo Hàn Ni là chống phá cái quỹ từ thiện. Tôi thấy buồn cười cực kỳ luôn đấy. Là người mà cũng theo dõi nhiều vụ án, cho nên ít nhất là tôi cũng hiểu được một tí pháp luật sơ sài thôi, không được như anh luật sư Đặng Anh Quân kia đâu, anh tiến sĩ đi đâu, nhưng mà cũng có thể thấy được kiểu như vậy. Hay nhớ các bác. Và ở đây á là chúng ta có thể thấy rằng là câu chuyện của Nguyễn Phương Hằng là kiện, tôi thấy nó khá là buồn cười khi mà
và kiện chống phá quỹ hay thế nào đấy. Rồi tiếp tục, các bác thể thấy là vừa rồi cái câu nói ấy, vừa rồi á là tôi đã làm gì sai, tôi sai chỗ nào cứ đòi cưỡng chế bắt nhốt tôi. Biết bình luận câu này thế nào thì các bác nhỉ? Người ta đã chỉ rất rõ những cái điều liên quan đến vu khống, rồi là hạ nhục nhân phẩm, rồi danh dự của người khác. Thậm chí rằng là vu cả cơ quan tổ chức VOV, rồi là các báo, rồi vân vân. Thậm chí là vu cả bên cơ quan của công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó đã cấu thành những cái tội là 331 rồi. Thế mà còn không biết chỗ nào nữa thì tôi chịu rồi. Tôi chịu rồi. Hay rằng là bắt nhốt là bắt nhốt thế nào? Nếu mà chị không làm sai thì ai bắt nhốt được chị? Em nói thật. Đúng không? Nhiều người lãnh đạo cấp cao ghét tôi lắm, nhưng mà có bắt nhốt tôi được đâu. Muốn bắt lắm, muốn nhốt lắm, nhưng không nhốt được. Bởi vì tôi đâu có làm gì sai. Nếu chị không làm gì sai thì ai bắt nhốt được chị? Đúng không? Bởi vì là chị cứ có bằng chứng là ok, chị vu người ta là chị nói người ta rằng là ăn chặn từ thiện, vậy thì bằng chứng đâu? Bây giờ cơ quan điều tra chính quyền vào mà người ta xác định rằng là họ không ăn chặn từ thiện, vậy thì chị nói láo là còn cái gì nữa? Nếu chị bị dính rồi còn gì nữa? Chuyện rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đã. Chị vu là nhà báo Đức Hiển, Hàn Ni là phản động, vậy thì chứng cứ đâu? Đúng không? Tất cả mọi thứ đấy. Rồi tiếp theo một câu chuyện nữa là chị tiếp tục nói rằng là chửi Vi Oanh và bảo rằng là Vi Oanh nói vợ chồng tôi nổ. Nổ. Tại sao không đưa tiền mặt mà lại đưa đất? Thực ra không chỉ Vi Oanh mà cả tôi nữa. Tôi đã phân tích với các bác cực kỳ đơn giản, câu chuyện cực kỳ dễ dàng. Chúng ta thấy thế này này, nếu chúng ta có tâm thật sự đúng không? Tôi muốn ví dụ như là đấu giá cái nút bạc ở đằng sau kia, lấy khoảng tầm 10 triệu để mà đi gửi cho mọi người, gửi cho chính quyền, gửi cho mặt trận Tổ quốc, gửi cho quỹ vaccine. Thế thì ví dụ thế thôi nhé, tôi không bán đâu. Tôi không đấu giá đâu, tôi ví dụ thôi. Thì ví dụ đơn giản thế này, nhưng mà tôi lại giao cái nút bạc này cho bên phía của họ đấu giá. Họ bảo phức tạp quá, thôi tôi không nhận. Thế thì nếu mà tôi có tâm thật sự ấy, thì tôi tự bán cái này đi được, tôi tự lên trên kênh của tôi đấu giá, đấu giá cái nút bạc đó, và sau đó rằng là tôi chuyển tiền cho bên phía của mặt trận Tổ quốc hay là bên các hoàn cảnh khó khăn nào đó, đó là chuyện rất bình thường. Nếu như mà thật sự có tâm thì thay vì hiến bằng đất thì có thể hiến bằng tiền, và hiến bằng đất mà bên Bình Dương họ cảm thấy ngại ngần thì tự mình bán cái đất đó đi. Tôi đã nói rất nhiều lần với các bác rằng là nếu như mà chị mà livestream mà chị đấu giá cái chỗ đất đó hoặc là bán cái đất đó mà tôi thấy hợp lý rẻ rẻ chẳng hạn, nếu như tôi thấy hợp lý là bây giờ là ví dụ như là có hai lý do để tôi mua. Một là giá cả hợp lý, giá thị trường của nó khoảng 3 tỷ thì bây giờ bán khoảng 2 tỷ rưỡi thì tôi sẵn sàng tôi trả 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 để mà tôi mua được một mảnh cho vui. Đó. Và cái tiền này tôi cảm thấy có ý nghĩa bởi vì lại đóng góp vào cho quỹ phòng chống dịch. Thế tôi mua luôn. Cho lên đây tôi chuyển tiền ngay. Ví dụ thế. Đó. Rất nhiều người sẽ chuyển tiền và bán cái này. Cho nên đây là cái việc mà hoàn toàn bình thường. Thế các bác. Rồi nói về Trương Quốc Huy tiếp theo này. Rồi nói về Trương Quốc Huy này. Là phản động này. Rồi lại tiếp tục nói rằng là tại sao Đức Hiển không đối chất với tôi này. Câu chuyện là thế. Lại bắt đầu từ Đức Huy, sau đó là quay chuyện này, câu chuyện về Đức Hiển tại sao lại không đối chất với tôi. Thì báo cáo với các bác rằng chả ai dạy gì đối chất với chị. Thực ra người ta có đối chất đấy, nhưng đối chất ở ví dụ như là ở cơ quan điều tra, hay là đợt tới có thể là đối chất trước tòa. Thế bây giờ đối chất ngay cả chính trị, các bác có thể thấy rằng là Mỹ với Triều Tiên đâu có phải muốn đối chất được đâu. Ví dụ như là anh muốn người ta nói chuyện với mình thì anh đầu tiên phải thể hiện cái thiện chí. Cái thiện chí muốn nói chuyện đấy là thứ nhất, đúng không ạ? Các bác thấy câu chuyện luôn luôn nó là như thế, đầu tiên là phải thể hiện cái thiện chí, thứ hai nữa rằng là đáp ứng và là đàm phán xem là đầu tiên là hỏi, tiếp theo là họ đưa những điều kiện gì để nói chuyện, đúng không? Ví dụ như là đưa ra những điều kiện 1, 2, 3, 4, 5, 6 ví dụ đấy, rồi sau đó rằng mình đàm phán một số cái rồi sau đó mới tiếp tục nói chuyện câu chuyện đằng sau được. Đi họp cũng thế, đâu phải là muốn là nói chuyện được đâu. Sao chị không không hỏi rằng là tại sao Mark Zuckerberg không nói chuyện với tôi, tại sao mà tỷ phú Elon Musk sao không nói chuyện với tôi, tại sao là
Steve Ballmer không nói chuyện với tôi? Tại sao là Jeff Bezos không nói chuyện với tôi? Tại sao Tổng thống Trump không nói chuyện với tôi? Tại sao là Tổng thống Putin không nói chuyện với tôi? Nó buồn cười, đúng không? Đó. Tiếp theo là đến cái phần mà vu khống mọi người đánh phá nhà máy oxy, quỹ thiện nguyện. Tôi thì không nghĩ rằng là đánh phá, chắc là câu chuyện chị nói ở đây á, là câu chuyện nói về sao kê, đúng không ạ? Thì câu chuyện sao kê nó rất đơn giản thôi. Thứ nhất là quy định theo mấy cái điều của khoản 2 của các điều ở trong cái khoản 2, điều 8 của Nghị định 93 năm 2019 thì rất là rõ ràng. Và thậm chí nó cụ thể đến mức mà bây giờ chính phủ cũng không cần phải sửa lại cái nghị định đó. Mà chỉ thay thế nghị định 64 thôi. Đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà chị mà sòng phẳng, chị vui vẻ thì cứ sao kê quỹ hàng hữu bình thường theo nghị định 93. Rất rất cụ thể, rất rõ ràng. Đấy là theo của luật nhé. Còn nếu như mà gọi rằng là nói thế nào nhỉ? Nếu như mà thật sự là muốn công bố công khai cho cộng đồng biết thì chị cứ đưa những con số đó ra cho mọi người biết. Chứ bây giờ nói chung chung thì như các bác có thể thấy rằng là đến như các ngôi sao, các ví dụ như là anh Trấn Thành hay là như là Thủy Tiên, người ta sao kê, người ta có cái dấu đỏ chét ở đấy, cộp pèo phát cái đó mà còn chả tin. Vậy thì cái tin, cái nói mồm của chị làm sao mà tin được? Cụ thể là bao nhiêu cháu, ví dụ thế, cụ thể là bao nhiêu oxy, vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều có thể nói được. Và khi mình đã làm thật thì chả có gì mình không nói được cả. Và hình như tôi nhớ câu này là 3C cũng hay nói lắm. Đúng không các bác? Câu này 3C cũng hay nói lắm. Đó là mình minh bạch thì mình có gì đâu mà phải giấu. 3C đâu rồi, 3C đâu rồi. Mình minh bạch thì mình đâu có gì mà phải giấu đâu. Đúng không? Tiếp tục này. Sau đó tiếp tục đến tiếp tục đến câu chuyện rằng là Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh là chơi toàn với phản động, rồi những người Việt kiều về đây ca hát, rồi len lỏi, rồi làm suy đồi văn hóa đất nước, vân vân. Và chị tự nhận rằng là mình bảo vệ đất nước, và chị bảo vệ là tự nhận đất nước. Sợ quá, tôi nói thật với các bác, sợ quá đi mất. Nếu như thế thì cái đội Việt kiều họ có thể nói rằng là tại sao nhiều ca sĩ và nhiều nghệ sĩ ở trong nước cũng ra nước ngoài biểu diễn thì làm sao? Đúng không? Các bác thử điểm danh cho tôi xem rằng là có bao nhiêu nghệ sĩ Việt Nam cũng ra nước ngoài để biểu diễn. Đó. Thậm chí trước đây á, có còn anh Bằng Kiều á, mà không thấy chị nhắc đến Bằng Kiều nhỉ. Bằng Kiều kéo còn phản động hơn cả Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vì là Bằng Kiều còn trốn sang bên đó, kết hôn với cả Chissy Phương Trinh. Sau đó vẫn được nhà nước nhân văn, vẫn cho về đây ca diễn và ca hát, vẫn cho ra các sản phẩm. Mà chị chả thấy chị nói gì Bằng Kiều nhỉ. Kỳ lạ. Đó. Rồi tiếp tục đến câu chuyện rằng là Đức Hiển và Hàn Ni, và nói rằng là hận nhất là Đức Hiển và Hàn Ni và sẽ chơi tới cùng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Đức Hiển anh có một cái bài trên VOV và được VOV phỏng vấn, thì đó là anh Đức Hiển. Còn bà Hàn Ni này thì thú thực tôi không biết là tại sao, bởi vì là trong câu chuyện ấy là chị lôi Hàn Ni vào trước. Tự nhiên chị một ngày đẹp trời chị đứng lên và chị nghe lời của cái cậu ít IT Nhâm Hoàng Khang kia, và chị đứng lên chị rủa xả Hàn Ni, rủa xả không ra một cái gì kinh khủng. Và tất nhiên rằng là người ta gọi là con giun thì xéo mãi cũng quằn, cho nên là bà ấy có một biện pháp tự vệ, chứ ai lại cứ đứng xếp hàng cho chị diệt thì chết dở nữa. Đánh đấm nó phải ra trò, mỗi người nó phải phải ra một đòn hai đòn trận đánh nó mới hay, chứ còn cứ đứng im thì người ta đấm phát cái là ngã. Thì báo cáo với các bác rằng là xem trận đấu đấy nó cũng mất vui đó. Và đơn giản thôi, các bác nào ở đây các bác có thể tưởng tượng xem một ngày đẹp trời mà các bác bị một ai đó đứng lên rủa xả, mà người ta có đến hàng triệu người biết tới, thì các bác có đứng, nghĩa là có đứng yên không, ví dụ thế. Rồi tiếp tục là cái câu chuyện mà tôi vừa nói với các bác ấy, là yêu nước đấy đó. Một Phương Hằng ngã xuống thì hàng triệu Phương Hằng là đứng lên, và sau đó là bắt đầu tiếp tục là yêu nước và phản động, rồi gào thét tên Đức Hiển, Hàn Ni rồi vân vân, rồi bắt đầu là câu chuyện khóc lóc là bắt tao đi rồi bắt nọ kia, rồi là thắng làm vua, rồi là thua thế nọ, rồi là gửi tâm thư đến tổng bí thư kể hai tội của nhà báo này đó. Gửi tâm thư đến cả tổng bí thư nhé, kể hai tội của nhà báo Hàn Ni và Đức Hiển nhé. Rồi
Sách báo chí cách mạng không một tờ nào đưa tin 21 nhà máy, 50.000 bình oxy. Đó. Vân vân. Đó. Rồi ngắt 2.000 tỷ tay của nhà máy găng tay ra lấy 300 tỷ để mua oxy. Cái đoạn này nó cũng hài. Ngắt 300 tỷ ra thì của 2.000 tỷ cũng ok. Nhưng mà chắc nói nhầm thôi. Chúng ta không nên sân si cái điều đó làm gì. Cũng coi như là câu chuyện hài thôi nha các bác nhé. Rồi nói view anh nợ tiền mua hột xoàn tận bên Mỹ bằng cách là đọc một cái status của ai đó tận ở bên Cali đó. Và đơn giản thế này này, nếu một ngày đẹp trời ấy các bác có thể thấy rằng là một ai tố của ông hoàng, tố ông hoàng này nợ tiền hay cái gì đó bằng một cái đoạn tin nhắn có thể là hoàn toàn mất khoảng 10 giây để làm ở trên một số cái trang chuyên fake tin nhắn ấy, các bác nào tin nhắn hoặc rằng là như thế nào đó, đó chuyện hoàn toàn bình thường. Cái quan trọng là cái đó có thật hay không. Thì ở đây là chúng ta có thể thấy rằng là một trong 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 những cái cách mà để thắng được ấy, là cái bôi nhọ cá nhân. Và bôi nhọ thì quá khứ nhá, đó là cái mà gọi là chiêu công kích cá nhân theo quy trình 4 bước mà tôi chia sẻ với các bác mọi người đấy. Đấy, các bác nào mà nghe có bác kỹ thì thấy rằng là đây là một cái chiêu thức cơ bản nhưng mà rất hiệu quả. Và cái đám 3C ấy, thì luôn luôn thích vùi dập người khác, bởi vì họ có sẵn cái mầm mống ác độc ở trong người, luôn luôn chỉ muốn đạp người khác xuống thôi chứ không bao giờ muốn tự nâng bản thân mình lên đâu, chỉ muốn đạp người khác xuống đó, bởi vì đạp nó dễ hơn nhưng tự nâng mình lên nó khó. Và trong đời người ta chọn những việc dễ chứ ai chọn việc khó, đúng không bác? Đó. Rồi tiếp tục lại câu chuyện là một người nằm xuống rồi triệu người đứng lên, tiếp tục lại chửi bới. Sau đó là đến chương trình ca nhạc. Các bác nào nghe hôm qua thì các bác thấy buồn cười lắm, vì lượt view nó tụt. Cái nữa là các bác nào mà sòng phẳng mà hiểu biết về mặt pháp luật, hiểu biết về mặt luân lý cơ đó cơ bản của cuộc sống thì các bác có thể nhận thấy rất rõ. Nhận thấy rất rõ ở đây nhá, câu chuyện đó. Chị làm gì mà chị còn không biết nữa thì tôi cũng chịu. Sợ nhất những người như thế. Tôi nhớ lắm, ở trong cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm đó, trong đó có một cái cuốn, trong đó nó kể một vài câu chuyện đầu, thì cuốn sách đấy kể một vài câu chuyện đầu, một vài kẻ giết người hàng loạt. Sau khi đó tội ác như thế rồi, nhưng mà khi vào tù ấy, họ vẫn kêu rằng họ bị oan. Nghĩa là họ không nhận thấy rằng cái hành động giết người đó của mình là một cái hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng và mất nhân tính. Và họ vẫn nói rằng là họ bị oan và họ có lý do để làm việc đó. Và họ có lý do để bao biện cái việc này. Trong khi đó 8 tháng nay chị rủa xả, chị lôi hết người nọ người kia ra để đấu tố. Và đặc biệt hơn ấy, là chẳng có một cái chứng cứ nào cả. Đó là một cái chuyện rất là buồn cười. Có lẽ là cái câu chuyện này nó may mắn ở chỗ là nó có cái anh Hoài Linh ấy, thì anh ấy lỡ dính phốt cái đó thật. Chứ còn những câu chuyện sau đó liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng hay là Thủy Tiên hay gì đó, liên quan đến sao kê ấy, thì cũng là cái thú vị. Nhưng mà đến đoạn sau nữa rồi thì các bác có thể thấy rằng là bắt đầu kinh hoàng. Bắt đầu kinh hoàng, bắt đầu nó man rợ. Man rợ một cách khủng khiếp ấy. Và đến mức độ rằng ấy, cứ ai có một cái góp ý nào là y như rằng cái đám 3C rồi cái đám kia là gọi là vùi dập cho bằng chết. Cho nên tôi mới lập cái chiến dịch rằng là tôi tự hứa với mình là lập một cái chiến dịch là phải giảm sắc xuống. Bởi vì sắc của tôi có được trong cái thời kỳ đó cũng nhiều. Thế cho nên phải giảm xuống. Thế mà nó giảm vẫn rất chậm. Mỗi ngày có vài trăm người rời bỏ. Và tất nhiên là sắp chậm thì đương nhiên là YouTube cái thuật toán của nó sẽ gọi là phân phối cái hình thu nhỏ nó ít đi. Đó là cái tỷ lệ đề xuất nó ít đi. Cho nên là bình thường thôi, không vấn đề gì. Vài hôm sau ấy, khi tập trung lại những cái chủ đề ấy, như là cái drama này kết thúc ấy, thì tôi lại trở lại thì view lại tăng thôi. Mình không phải vì vài cái đồng tiền mà mình phải sợ cái việc đó. Và mình vẫn có cái cách phòng thủ ở trên internet nha các bác. Chứ còn nếu mà để mà kiếm tiền kiểu YouTube ấy thì cứ thỏa mãn của chị thì view tăng kinh lắm. Và đặc biệt là cứ chửi bới một cách kinh khủng nữa thì view lại càng tăng. Bởi vì nó là cái chen chửi mà. Cho nên là mình tốt nhất là mình không nên làm cái điều đó. Đặc biệt nhất mà ác ôn nhất tôi nghĩ rằng là cái người ta đã chết rồi mà vẫn mang ra rủa xả thì đến chịu. Các bác có tin không? Kể cả Hoa Kỳ hay là kể cả cả Triều Tiên nhé. Thậm chí rằng là khi có lãnh đạo mất, họ vẫn cứ gửi lời thăm hỏi bình thường. Đó là cái phép lịch sự. Đó là cái đạo đức. Nó là cả thế giới chứ không phải là cả con người Việt Nam nữa.
con người Việt Nam còn nhân văn hơn cái chỗ đó. Thế nhưng mà cái đấy là một cái sự cực kỳ ác ôn, và cả bà Ma Sơ vui vẻ, tôi nói thật với các bác cũng thế luôn, chả biết truyền bá cái thứ gì, nhưng mà truyền bá một cái thứ nó gọi rằng là không có bác nào trả lời giúp tôi xem là luân lý đạo đức nó còn có ở đây không khi mà con người ta làm cái điều như thế. Tôi hỏi thật các bác đó. Thì các bác comment giúp tôi xem, đặc biệt đội 3C, đừng nói rằng là quản lý nọ kia nhé, người ta làm cái gì người ta cũng phải đợi cho hết tang đã người ta mới nói, chứ còn đây chỉ livestream ở trong với cái gì các bác biết không. Tôi nói thế, tôi chia sẻ cái quan điểm của tôi này, trước đây ấy, tôi vẫn có anti khoảng tầm 60-70% thôi, nhưng đến khi ấy, mà cái điều cái kiểu như là livestream ở trong cái đoạn gì này, ở trong cái đoạn Phi Nhung mất ấy, là tôi mất gần hết, như là mất gần hết chỉ còn 95%. Thế còn 5% còn lại mất ở chỗ nào? 5% còn lại ấy, nó là mất của ngày mất của cái chị Tuyết là vợ của ông Dũng Lò Vôi ấy. Trong cái thời điểm đó mà vẫn hai vợ chồng vẫn lên livestream nói chuyện được ấy, thì báo cáo với các bác rằng là tôi mất nốt cái số còn lại. Cho nên tôi gần như hoàn toàn tôi anti cái việc này, và không có gì để mà bao biện đâu. Cho nên là các bác nào mà bảo tôi quay xe cũng ok, thì các bác ăn sắc nhờ giúp tôi càng sớm càng tốt. Thế các bác, để tôi chỉ còn lại là dưới 200.000 sóc và khoảng tầm 160.000 thôi là tốt nhất. Như thế là hợp nhất. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.